Hồng Lan ngay chợ Việt Hoa 281-561-2525. Hồng Lan trong khu Hồng Kông 4 281-561-0221. Hồng Lan ngay chợ Sun Club 281-781-7715. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. You could meet a spy and find romance. You could even win the tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos dias, rayito del sol. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Chúng tôi gồm có anh Vũ Kiểm, Quỳnh Anh, Tường Minh. Xin gửi lời chào đến anh Kiểm, Quỳnh Anh. Dạ vâng, Quỳnh Anh xin chào chị Tường Minh, chào chú Vũ Kiểm và xin tái ngộ quý vị đang theo dõi chương trình của Việt TV Radio. Chào tái ngộ quý khán thính giả của Việt TV Radio và đặc biệt khách hàng quý thân chủ của Cà Phê Sáng. Tái ngộ chị Quỳnh Anh. Nô tài xin bái kiến bà chủ. Bà chủ khỏe không? Dạ khỏe, hôm nay là thứ sáu rồi, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào. Riêng thì mình đi vô tới thang máy là mọi người chào hỏi nhau rất là vui vẻ. Ai cũng nói hôm nay thứ sáu rồi. Long weekend đó chị. Long weekend hả? Nhưng mà không biết là Quỳnh Anh có long weekend không? Dạ thì long thì vẫn long đó chị, nhưng mà làm việc long. Thế, thế dạ. Anh có đi làm không? Quán bà có mở không? Nếu bà mở tôi phải đi chứ, không có trừ lương sao? Ai rửa ly, rửa tách cho bà? Bây giờ thì anh nói sao đi rồi em... Em sao? Thì em coi là em đóng hay là em mở? Bó tay, bó toàn thân. Đấy, lại copy của người ta rồi, lại thì bó. Đó, tôi thấy câu đó hay. Bà phải bó toàn thân bà mới hết, người, để dụ bà mới hết bắt nạt người khác. Bây giờ người ta nói là người ta cởi chứ ai mà bó đúng không? Ai mà tự đi mua dây mà trói mình bao giờ? Không, cái đó để lát nữa thính giả chú Hoàng hả? Không biết. Chú Hoàng gọi vô tiếp tay giùm chú Hoàng. Quỳnh Anh sao? Dạ. Cuối tuần này thì bố mẹ em ở trên Dallas xuống đây ăn lễ Memorial Day luôn. Quá. Dạ vui. Dạ. Nên là cũng đỡ, giống như cũng phải làm việc với weekend đó chị. Về không được thì mình cũng feel tội lỗi. Nên có cha mẹ xuống chơi thì đỡ. Thì nào. Mình đến với cha mẹ không được thì cha mẹ tìm đến mình. Dạ. Sung sướng đúng không? Dạ. Hôm qua không biết là Quỳnh Anh có nghe chương trình không? Nếu có yêu tôi thì hãy yêu bây giờ. Quỳnh Anh có hay nói với cha mẹ là mình thương yêu hay là gì không? Có tỏ ra bằng lời không? Dạ, ít lắm, nhưng mà mình làm bằng hành động chị. Dạ. Hành động như sao? Ôm. Ôm luôn hả? Dạ. Ôm ba, ôm mẹ? Ôm mẹ em, bố em thì giống như em ít ôm lắm. Nhưng mà em thương bố em. Tại dạ. Sao không ôm? Có lẽ là từ nhỏ không ôm mà chị. Dạ. Cũng không nói thương yêu gì hết hả? Dạ không, nhưng mà nhìn gì bố em làm cho em thì em biết thương em lắm. Nhưng mà ngược lại thì sao? Ngược lại thì em thấy em thương không bằng. Từng gặp bố em. Sắp sửa tới Father's Day rồi. Dạ. Nhưng mà cái cách biểu lộ tình cảm giữa con gái với cha thì như thế nào? Có nhiều những người mà em chứng kiến đó thì em thấy giống như rất là thân thiết, giống như là rất là thương nhau, như ra mặt luôn. Nhưng mà có những trường hợp trong đó có em thì giống như thương trong lòng. Dạ, lo lắng trong lòng chứ ít khi nào mà biểu lộ lắm. Dạ. Không nói ra thì đâu ai biết. Bố mẹ biết chị. Dạ. Sao biết được? Biết thường thôi. Thường mình là cái gì mình cũng phải nói bịt tẹt ra thôi. Nói bịt tẹt với lại người dân thôi chị. À vậy thôi hả? Dạ. Còn người gia đình thì là phải tự biết. Tự biết luôn. Dạ. Cái người Việt Nam mình mà nhất là phụ nữ đó, muốn cái gì đó hay để trong lòng lắm. Dạ. Cứ là đợi cho người ta đoán cái ý của mình để người ta làm đúng cái ý của mình, mà khi mà người ta làm đúng ý mình thì mình rất là vui. Nhưng mà mình lại không bao giờ mình nói là mình muốn cái gì hết đó. Đúng rồi. Dạ. Nhất là cha mẹ mình luôn. Cha mẹ mình là không bao giờ nói ra là ba muốn gì, mẹ muốn gì.
Rồi xong rồi tới vợ chồng cũng vậy nữa. Người vợ thường hay không bao giờ nói với chồng là ừ em muốn cái gì lắm. À, ngồi đó đợi, đợi coi cái người khác có làm đúng ý mình không. Và nếu như mà phải làm đúng ý là mới hiểu mình. Còn nếu như mà không có làm đúng ý mình là ồ, ông chồng tôi, ông không có hiểu tôi. À, đúng không Quỳnh Anh? Không, em thấy cái đó chỉ giống như cho những người mà không có máu mủ thôi chị. Giống như nếu mà cha mẹ ruột của mình thì tất nhiên mình rất là cởi mở khi mà mình xin xỏ cái gì. Và khi cha mẹ ruột của mình muốn cái gì cũng nói thẳng với mình. Em thấy cái trường hợp mà giống như để đoán đó chị, chỉ xảy ra trong cái việc giữa vợ chồng, cha mẹ chồng, hoặc là giống như những người mà không có huyết thống thôi, có cái sự e ngại ở giữa. Có, yeah. Có những cái bậc phụ huynh cũng không bao giờ nói, đâu có, ngại lắm, không có muốn nói, muốn cái gì không có chịu nói đâu. À, và sẽ đoán. Yeah. À, thí dụ như cái cả một cái món quà đi, người Mỹ thì họ rất là thoải mái hả? À, mẹ thích cái này. Có mua thì mua những cái thứ đó để cho nó đúng ý. Yeah. Nhưng mà người Việt Nam mình đâu có. À, người Việt Nam mình nó là ồ cho gì cũng được, hỏi là ồ cái gì cũng được, à, ba mẹ muốn đi ăn gì cũng được. À, vợ hỏi chồng anh muốn ăn gì cũng được, nhưng mà vẫn ăn phở nha, không. Cái đó là bài ca mỗi ngày em hát đó chị. Bà chủ có nói lộn không vậy? Mới cách đây 2 phút bà nói là phụ nữ đó là ít khi thổ lộ, yeah, đúng không? Cho nên cứ để cho chồng đoán, người khác đoán. Đúng rồi. Nhưng mà vừa nói là mấy ông vợ mấy... hỏi là chồng ăn cái gì, ăn gì cũng được. Tới... Mà anh thấy câu đó quen không? Em thấy quen lắm luôn á. Đàn ông... Quỳnh Anh gật đầu kìa. Đàn ông dễ, có sao nói vậy người ơi. Đàn ông cũng vậy luôn. Nhiều khi hỏi chứ, ba muốn đi ăn gì? Gì cũng được. Anh ơi, anh muốn hôm nay muốn ăn gì, em đi chợ muốn ăn gì? Nấu gì cũng được, nhưng mà về mà không đúng ý là hơi phiền á. Không ăn phải không chị? Chê. Cái chuyện đó là chê là đúng. Thứ nhất đó, cái phản ứng của tôi đang phân tích về cái khía cạnh người cha thôi nha, chứ không nói người chồng. Người cha biết rõ là đứa con gái thương yêu mình. Nó hỏi như vậy tức là nó nghĩ tới mình. Cha có cái bổn phận trả lại cái tình thương đó bằng cách ok, cha cũng dễ dãi, con muốn cho cha ăn cái gì cũng được. Cha không phải là cái người cha khó tính mà đòi hỏi. Đúng không? Nhưng cái điều quan trọng của người con gái, nếu là người con gái tinh ý mà là người con gái hiểu lòng cha đó, phải biết cha ăn cái món gì chứ. Phải hiểu ý. Ông bà vợ cũng vậy nữa, bà vợ phải chứ. Hiểu cha ăn cái món anh gì chồng, chứ. Anh chồng phải hiểu tôi, sống với tôi, lấy tôi về làm vợ, phải hiểu tôi muốn cái gì chứ. Tại sao mua quà không có đúng ý tôi? Tôi chưa nói chuyện chồng, tôi đang nói chuyện cha. Thì, okay. thì anh nói chuyện cha thì mình lại đưa ra chuyện chồng. Cha với chồng không có nhập nhằng được. Không, làm chồng là không làm có chồng, nhập nhằng được. Làm chồng nhiều ông cũng muốn làm cha, người ta thấy lắm cái một. Qua đề tài khác, không cãi lại bà trong cái chuyện này rồi. Vậy thì quý vị thấy như thế nào? Mình có nên vợ chồng, con cái, gia đình, mình có nên cởi mở với nhau một cách rõ ràng. Mình muốn cái gì, chồng muốn cái gì, con cái muốn cái gì, cha mẹ muốn cái gì. Thì khi mà được hỏi hay là kể khi không hỏi, thì mình cũng nên nói để cho nó thoải mái hơn. Chứ nhiều khi mà đi đoán mệt lắm luôn. Ngay cả cái chuyện, đây ở đây mới nói về chuyện đoán thôi. Ngay cả mà Quỳnh Anh đi một cái bước đê hay là một cái baby shower hay là cái gì đó. Người ta thì lên, người ta register sẵn những cái món gì người ta cần. Nhưng mà có những cái, mình kể cả mình gọi điện mình hỏi, ôi cái gì cũng được, mang tới cái gì cũng được. Cái đó cũng khó cho cái người khác phải không? Dạ. Yeah. Cái đó cũng hơi khó. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện e ngại đó, giống như này em nói, nó chỉ xảy ra ở cái giống như cái khoảng cách giống như là xã giao, giao tiếp thôi. Còn giống như trong gia đình rồi thì là không có chuyện đó. Nhưng mà nếu mà những người nào mà cứ giống như là mang gì tới cũng được á, thì thường thường thất vọng nhiều hơn là vui. cái người mà được nhận thất vọng thì cái người cho họ cũng buồn lắm. Yeah. Không, tôi thấy nó có cái điều gì lấn cấn ở đây đó. Thứ nhất, cái người mà không đoán được, không nghĩ được là mình cho cái người bạn của mình, họ mời mình một cái tiệc gì đó, cái món quà gì mà phải bóc phone hỏi thẳng, tức là open đó. Uh-huh. Giống như là chị Thường Minh bà chủ với nói, chị chọn cái giải pháp đó, cái phương pháp đó đúng không?
ê bà thích gì tôi mua, giờ bà có nhiều thứ quá rồi tôi không biết bà cần gì, nhưng mà mua không đúng ý thì lại bị giận. Thì ngay cái vé đầu tiên đó làm cho cái người nhận được cái phone, để giống như bà chủ gọi tôi đi, ông rửa chén, tuần này tới nhà ông nhậu mang cái gì tới đây, nói trời ơi, đúng nói gì cũng được. À, làm cho cái người nhận cái phone đó nó khó xử. No. Yes. Quên, anh cảm thấy nếu như cảm nên thấy open, cởi mở trong những chuyện khác, nhưng mà làm cho cái người đó khó xử. Không. Đối nó với... đã gọi phone, nó hỏi mình rồi, bây giờ không lẽ mình ra yêu sách? Đâu không có được, đúng không? Thí dụ như là trong những cái bữa tiệc, bạn bè hay gọi, đem gì tới, đem gì cũng được, thì người ta sẽ offer luôn, đem rượu đỏ nha, đem bia nha, đem trái cây nha, đem món này món kia nha. Thí dụ như người ta offer như vậy luôn, thì nó lại thoải mái hơn là không hơi nó bị đụng. Hoặc là có những nhà họ không uống rượu, không biết thôi, thí dụ như vậy đi. Thì cái chuyện mà cầm cái phone lên mà gọi cho bạn, nên làm cái gì, mua gì tới, thì mình thấy là những bạn trẻ của mình đó, những người trẻ trẻ làm rất nhiều. Đúng rồi chị. Nhưng theo cái lối Mỹ nó khác, tôi đang nói nhưng là mà cái văn vậy, hóa vậy thì giữa cái lối Mỹ như vậy, okay, cái lối văn hóa cũ kỹ của anh đó, thì cái nào nó cảm thấy thoải mái hơn? Chưa chắc, cái nào nó cũng có con dao hai lưỡi hết. Thứ nhất đó, nếu mà mang tới không đúng ý đã bị chê là không đúng ý rồi. Chưa kể đó, lại còn có cái này nó, tôi nói thiệt tôi không dám miệt thị phụ nữ đâu, với lại bà chủ của anh hiểu tôi, là phụ nữ hay có thêm một cái thói nữa mà tôi cho là nên suy nghĩ để mà nếu có thể vượt qua được. Hay dè bỉu lắm. Ê, con đó bà Tường Minh á, thấy bà chủ cà phê đó đi ăn tiệc rồi mày thấy không? Sò, mang người ta mang kia tới rồi bà mang có chút hiếu à. Tí hồi lại vậy. Cái đó là cái không nên, thấy không? Cho nên khi mà đã gợi ra một cái câu chuyện, một cái đề tài nào rồi đó, ba bà tụm lại là ôi chao ơi, thành ra là một cái chỗ bát nháo mà anh, chê bai. Anh nói như là anh là phụ nữ vậy đó. Yeah. Vậy là mình là phụ nam rồi Quỳnh Anh. Ha, nếu như mà anh nói như phụ nữ vậy là mình không có giống vậy, là mình thành cái giờ dương nữ. Anh hay nói là chúng ta là dương nữ đó Quỳnh Anh. Tôi nhưng là âm nam. Anh nói, đúng. Không, anh là âm binh. Âm binh của bà, đúng rồi, để cho người ta gọi vô đó. 713-931-1560. Quý vị nghĩ như thế nào? Anh Vũ Kiểm thì vẫn muốn là người ta đoán hiểu ý của mình thì đúng tốt rồi. Hơn đúng. Theo cái kiểu như là Việt Nam đi, đem gì tới cũng được. Cái hay đó là đối với tôi nó là cái phép xã giao và vô cùng là tế nhị. Còn bây giờ cởi mở thoải mái như giống như là tụi Mỹ con, ê đi ăn, go Dutch nha, tức là mạnh ai người đó trả. Việt Nam cái hay ở chỗ đó không có tiền thì thôi, khi mà có 100 hoặc là mấy chục dắt túi ở đó thì mới mời bạn. Chứ không có bao giờ ê đi ăn mạnh ai người trả nha, cái đó chỉ có xảy ra sau này ở xã hội Hoa Kỳ và các nước Tây Phương thôi. Cái đó hay chứ, em thấy rất hay luôn. Và em rất thích cái lối như vậy. Tôi thấy không hay tí nào. Chẳng có ai phải vướng bận. Cái đó nó không có làm cho cái tình bạn thắm thiết. Cái tình bạn là đã dành thời gian đi chung với nhau là tình bạn rồi anh. No. Quỳnh Anh thấy không? Thí dụ như là ở đây ai cũng bận rộn. Người ta dành thời gian, người ta đi chung với mình. Người ta trò chuyện với mình, người ta gần gũi với mình. Cái đó là cái tình rồi. Còn cái chuyện tiền bạc đó thì... mình không có muốn phải lấn cấn là mình còn nợ cái đó chỉ là ngụy biện. Ông ai Kiểm cũng một nói bữa không ăn. Muốn lấn cấn, ai cũng muốn phe sòng phẳng, nhưng đúng mà rồi. Thực sự anh ơi, tại sao nó không xảy ra trước 1975 đi? Tại lúc đó chưa đẻ ra. Tại vì cái đó nó không thuộc về cái loại gọi là xã giao tế nhị, mà vô cái nét văn hóa vô cùng đẹp và độc đáo của người Việt chúng ta. Bây giờ vậy thì cái quý tình, vị quý vị cứ việc gọi vô 713-931-1560. Quý vị nghĩ như thế nào? Quỳnh Anh thì nghĩ như thế nào? Thì em thích cái chuyện mà đi ăn mà đánh trả. Bởi vì cái chuyện mà mình bao bạn của mình, giống như nó phải xảy ra là người bạn mình sau này phải bao lại mình. Nhưng mà lỡ người bạn đó hay là bản thân của mình không có khả năng để mà bao lại, thì em thấy cái đó là một gánh nặng. Cũng là ngụy biện, không gì gánh nặng hết cả. Đâu nếu có. Mà đã là thân cái này tình, rõ ràng, đã không là phải bạn là ngụy mà biện. Mình biết được cái tình trạng tài chính của bạn mình như vậy, mình sẽ không bao giờ để cho bạn nghĩ cái điều là họ không phải trả ơn. Yeah. Có ăn phải có trả nô.
Không, chính vì mình sẵn sàng, mình là cái người sẵn sàng. Thí dụ như Quỳnh Anh biết là Tường Minh không có khả năng, Quỳnh Anh mời, nhưng cái người ngại là cái người là mình nè. Cái người mà được bao là cái người bị ngại, chứ không phải cái người bỏ tiền ra. Cái người bỏ tiền ra là họ biết rồi, ok, tôi sẵn sàng, tôi sẽ mời bữa này, bữa này, bữa này, bữa này. Nhưng mà cái người được nhận một ngày nào đó họ không có muốn, không dám đi nữa. À, lúc đó là cái cơ hội ngàn vàng để bạn tình thân chia sẻ với nhau những cái sự rất là tế nhị và thành thực đối xử với nhau. Tự nhiên một người mà sao Quỳnh Anh cứ bao mình hoài, mình ngại quá, mình cảm cái thấy mang nợ anh. Cái người mà biết điều và cả hai người, hai phế để mà biết điều không ai nghĩ cái đó là cái mặc cảm của ai không, hết cả. Không, cái đó là no cái way. Chuyện tự nhiên bất cứ một người nào cũng sẽ có cảm giác như bà vậy. Bà sinh năm năm bao nhiêu? Hỏi làm gì? Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào, phone đầy hết rồi. Mời quý vị lên tiếng. Dạ. Dạ, xin chào ba vị điều khiển chương trình ạ. Dạ. Dạ, thưa, tôi xin lần đầu tiên mà tôi gọi được bắt đầu của chương trình để cho ra hòa tất cả những cái mà chúng tôi ở ngoài được nghe. Dạ. Thưa ba vị. Dạ, chúng tôi xin thưa như thế này ạ. Ở cái lứa tuổi của chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng đã họp mặt nhiều với các bạn. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà bảo rằng hồi xưa đó thì được, là có tiền chúng ta bao nhau, nhưng bây giờ chúng tôi cũng áy náy như một vị trẻ nhất trong cái đó toán trong ba vị đây này. Tôi thương ở cái chỗ là thứ nhất là cái mái tóc rồi thứ hai nữa là tôi thấy gặp lại mà tôi nghe được những tiếng nói như vậy tôi mừng lắm. Thì thưa thứ này, dạ thưa một vị nam tính giả ở Việt Nam điều khiển chương trình. Dạ thưa, nếu mà trường hợp mà cứ bao nhau như vậy mà chờ để mà để có 100 trong túi hay 1.000 trong ví ấy, thì cái đó thì nó làm cho người khác ấy, để dành có khi cả đời không được như cái số tiền mà bao nhau. Thôi cứ để cho trả ai trả đó đi. Và chính tôi là cái người mà bạn bè tôi cho tôi là người nghèo nhất trong đám ấy. Không những bây giờ mà tôi không có lái xe buổi tối chẳng hạn, mà ăn vào buổi tối lại còn nhờ bạn khác chở cho tôi đi nữa, tôi lại áy náy thêm. Nhưng mà cứ nghĩ rằng cái đó là tình cảm của các bạn bè cho chúng ta, chúng ta cứ ôm ấp những nắm bắt lại những cái tình cảm đó đi. Vậy thì thưa quý vị, nó tùy theo từng hoàn cảnh của từng người để mà chúng ta, nếu mà có bạn thân thì chúng ta cứ làm những cái việc để mà họ mặt nhau, chứ nếu không có thì nay một người dụng, mai một người dụng như ở cỡ chúng tôi ạ. Vậy tôi xin thưa như vậy nhé. Tất cả chúng ta, tôi xin ngừng lời vì tôi thấy rằng quá hơn 1 phút rưỡi rồi, sắp 2 phút rồi. Thì chúng ta cứ khoảng 2 phút như vậy bà chủ quán nhé. Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Nó hơi kéo dài quá. Dạ vâng, tôi xin ngừng lời. Nhưng mà đôi khi cũng phải cho nó thoát hỏi, ý, nó rõ hỏi, ý. Hỏi cho nó hết. Đúng rồi. Cô vừa nói cái chữ dụ đó, dụ là sao? Vũ Kiểm chưa hiểu. Tôi không có nói chữ dụ ạ. Như vậy thì chắc là dụ. Cái hết. Ví dụ hả? Tất cả như vậy, vâng. Chắc vậy. Ví dụ đó. Hay là rủ dê? Dạ. Dạ không, tôi không bao giờ dùng chữ rủ dê hay là cái gì mà trong lên đây để mà nói cho tất cả chúng ta đều nghe. Và biết đâu là không những uống cà phê đây, có những em khác nó chỉ ngửi mùi cà phê nó cũng xin vào, nhưng mà hôm nay các cháu đi học hết trơn rồi. Dạ. Dạ. Lời nhé. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô về ý kiến vừa rồi. Xin một lần nữa gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình và quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Quý vị có bộc bạch tất cả những cái gì mình muốn ra đối với người thân, cha mẹ, anh em, vợ chồng của mình hay không? Hay là quý vị nghĩ là cái người đó thương mình là phải hiểu mình? Nha. Xin mời một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào. Chào Cung, chào cô Minh. Dạ. Tôi ở Arlington, cô biết rồi. Dạ. Chào cô Minh, chào cô Anh, chào anh Kiểm. Dạ. Nhưng mà mình có ý kiến chút là đồng ý với anh Kiểm là cái phong tục Việt Nam mình là nó là đồng ý với anh Kiểm là 100% là mình phải đi, mình đi ăn, đi uống thì mình phải bao. Còn cái người lực của người Mỹ này đó, thì ở bên Tây Phương đồ này nọ thì vô ăn mà ai nó trả, đúng không?
nhưng mà mình cái đó là cái nếp sống của cái người phong tục của người Việt Nam mình rất là tốt vô cùng. Nhưng mà góp ý kiến chút là tại vì nếu mình cứ nhưng mà bây giờ vẫn vậy nhưng mà nhiều khi vợ chồng với nhau giống như nhiều khi bà xã bà ở nhà bà nói mình không thích ăn cái đó, nhưng mà bà nói bữa nay em nấu thịt kho, em kho thịt với trứng, mình không thích ăn cái đó mấy nhưng mà mình cũng ok thì em cứ kho đó đi tôi sẽ ăn, nhưng mình ăn mình chán nếu như mình không dấp dê chê giận mấy bố không có nấu cho ăn nữa giờ á, đuổi đi mất tiêu luôn thì cũng phải ráng chịu. Còn cái lực của bên Mỹ này tôi có đi làm hãng thì khi mà bạn bè rủ lại nhà nó chơi, cái rủ lại nhà mình mua bia hết trơn, mà nó rủ lại nhà nó là mình phải xách bia, không xách bia nó không cho mình uống. Chơi kỳ cục không, đúng không trẻ em? Đúng. Không xách bia nó cho mình uống. Chơi gì đâu không có sao nói vậy, tại vì mình có biết còn cái cha mẹ, ví dụ cha mẹ đã nuôi mình ngày xưa cho mình miếng cơm mình ăn, đúng không, cho mình miếng cháo mình ăn, hay cho mình miếng thịt mình ăn, hay miếng cá mình ăn, mình vẫn thì cha mẹ mà mình còn nhỏ cha mẹ cho gì ăn nấy, nhưng mà cái đó cũng là công ơn của cha mẹ, bởi nhiều khi mình phải hỏi ý kiến của cha mẹ. Bữa nay mẹ ơi ba ơi muốn ăn cái gì con sẽ nấu cho cha mẹ ăn, thì cái đó mình hỏi được. Nhưng mà cái quan trọng là cha mẹ hay kiểu như là trả lời á, muốn ví dụ như là trong lòng mà muốn cái món này món kia hay là muốn cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà khi mà được hỏi á lại không có trả lời thật lòng mà cứ nói nấu gì cũng được mẹ đó, dễ tôi, mà tôi phản đối cái nhận định của bà chủ vừa rồi nói là cha mẹ không có trả lời thật lòng. Tôi cho là cha mẹ thật lòng, nhưng mà cha mẹ chiều theo ý của mình chứ không phải là không thật lòng. Không có bố mẹ nào mà không thật lòng với con cái hết á. Nhiều khi lại muốn đang muốn ăn cái món này món kia nhưng mà không có chịu nói ra, cứ nói chung chung mà cái gì cũng được, thôi mà đi ăn gì cũng được, hay là mình rủ đi ăn tiệm đi, sợ con buồn. Cái đó là không thật lòng rồi, muốn ăn cái gì thì làm ơn nói ra dùng cái để cho mình chiều, mình đã sẵn lòng muốn là dẫn ba mẹ mình đi cái chỗ ba mẹ mình thích nhất, ăn cái món ba mẹ mình thích nhất, thí dụ như vậy đi. Nhưng mà khi mà hỏi thì bữa nay muốn ăn gì mình đi ăn ngoài đi. Bác trai tía được. Của cô Tường Minh có thật lòng không bác trai? Không có thật lòng trong vụ này rồi. Nhắc tới chuyện này em mới nhớ một chuyện là hồi xưa ông ngoại của em á chị là người Bắc. Khi mà ông ngoại còn sống á là em đâu có biết đâu. Ông ngoại hỏi em đang ngồi ăn món ăn gì đó đi, thì ông ngoại em ăn rồi nhưng mà chắc có thể là muốn thử. Nhưng mà thay vì nói là cho ông ngoại thử một miếng thì ông ngoại hỏi cái này cái gì mà ngon vậy? Cái em không biết, em trả lời luôn cá kho, rồi em ngồi em ăn tiếp luôn. Cái lát hồi về kể mẹ em nghe thì mẹ em mới nói là người Bắc người ta khách sáo, khi mà nói như vậy là mình phải mời. Cái khách sáo là có đúng 100%. Rồi cảm ơn chú nha, mời một thính giả tiếp theo. Nhớ kỳ sau đi xách theo bia nha. Không sách không cho uống. Nhớ nha. Mời một thính giả tiếp theo. Rồi quý vị lên tiếng trễ quá nên Tường Minh vừa mới chớp đường dây, xin lỗi quý vị. Quý vị hãy gọi lại nhé, 7139311560, và xin mời một thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ. Xin tới Trần Tám, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm, chào cô Nguyễn Anh. Chào chú Tám, chú Tám khỏe không? Dạ khỏe. Tôi xin chia sẻ về nếu mà nói văn hóa Đông Tây thì không biết cái nào đúng cái nào sai, nhưng mà riêng cái vấn đề mà đi ăn mà trả tiền hồi nãy mới vô nói đó. Thì tôi thấy cái nền văn hóa của Mỹ bạn mình nay mới trả, thậm chí mình cha trả, mình con trả, mình chồng trả, mình vợ trả. Tôi thấy cái đó không biết có hay hay không, nhưng mà bạn bè thì trả cho nhau theo cái lối của anh Kiểm nói.
Bây giờ tôi xin hỏi quý vị trên đài, ở cái nền văn hóa của Mỹ có câu chuyện nào mà tương tự như Lưu Bình Dương Lễ không vậy? À, bên đâu? Trong những Mỹ, à. Ở Mỹ có Lưu Bình Dương Lễ không? Dạ. Có câu chuyện nào tương tự không? Không những mà giúp bạn bè còn đem vợ mình ra phụ giúp nữa. Không biết có câu chuyện nào không? Tôi thấy cái nền văn hóa nào cũng đẹp, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy thích hơn cái nền văn hóa Việt Nam. Đi ăn trả tiền cho nhau, cái đó thấy là điều rất là hay, có tình người hơn. Rồi, bây giờ đó chú Tám ơi, hồi xưa Thạch Sanh nhiều hơn Lý Thông, chứ mà thời nay mà Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh mà đem vợ mình ra mà giúp bạn coi chừng đó, khó lắm á, không dễ đâu. Bà chú đừng nhìn tôi khi nói cái chuyện này, tôi không có góp ý trong chuyện này đâu. Không dám đúng không? Chạy. À, cái thời buổi này đó là coi như là không có được như hồi xưa của anh ạ. Yeah. Hồi xưa mà cái chuyện đó mà nó vô, em nói cái gì mà nó vô sắp xử rồi là nó hiếm dữ lắm. Ở ngoài đời nó không có. Nhưng mà mình trở lại cái vấn đề mà trả tiền đi, thì đương nhiên vợ chồng làm gì có tiền mà trả. Vợ giữ hết tiền là làm gì chồng còn tiền đâu mà trả, mà anh trả tiền anh, vợ em trả tiền em hả chú Tám? Phải không Quỳnh Anh? Yeah. Thành ra trong gia đình nó là khác rồi. Cái trong gia đình mình đang nói là muốn cái gì không nói ra, là cái đó thật sự đó, đối với bản thân mình đó, mình thấy cái đó là gây khó khăn cho nhau. Dạ đúng, em cũng đồng ý với chị là như vậy. Giống như cái chuyện nói thẳng là nên. Muốn cái gì thì nói ra thì nó sẽ thoải mái hơn. Còn không có đúng ý, thí dụ như bây giờ cái trường hợp mình thấy rõ ràng là hỏi ăn cái gì, muốn ăn cái gì, thì lại lúc nào cũng nói là ăn cái gì cũng được. Nhưng mà đi vô cái tiệm đó, ngồi chống đũa nhìn cái mặt thảm lắm. Thành ra nó không có vui. Thôi bây giờ mời thính giả đi, lát nữa tôi sẽ lại có lời góp ý với bà. Xin mời một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ. Đồng ý với cái vị khán giả hồi nãy, cái chú gì đó, chứ là cái anh em kiểm đó, là cái văn hóa của mình rất là đẹp. Thật ra thì một tô phở hay là một cái đĩa ăn nó cũng không đáng bao nhiêu, nhưng mà đó là một cái cớ để cho mình một cái dịp để cho mình mời bạn mình ra đi ăn chung với vui. Tại vì đi ăn trưa mình đi ăn một mình đó thì buồn lắm. Mình có một cuốn sách ai đó, như là một cái nhà mà doanh nhân nổi tiếng nào đó, nói là never go to Italy by yourself. Thành ra thường thường đó là mình đi ăn, tại vì đi ăn mình đó thì mình đi ăn mà vô nhà hàng thì nó kỳ lắm, thành ra mình grab fast food hay là gì đó. Nên thường thường trong hãng thì mình muốn rủ bạn bè mình đi, hay là những người bạn mà làm khác sở cũng đi chung với mình. Nếu mà đông người thì nó lại khác, nhưng mà nếu mà chỉ có một người thì mình nên đại bạn mình nên mời tên mình đó nó hay. Tại vì lần này là anh trả, lần sau tôi trả. Thì, nó không nhớ không? Hôm vừa rồi đó là anh có mời một, hôm vừa rồi anh có mời một người Mỹ trong hãng đi ăn chung á. Thì anh ta không ngờ, anh ta tuy là làm chung với nhau, cũng không muốn quen lâu, mới quen vài tháng thôi, nhưng mà mình trả tiền, mình móc mình trả liền, mình nói thì anh ta rất là ngạc nhiên, tuy là anh ta là nửa Nhật nửa Mỹ đó, anh ta nói là dưới xứ anh ta muốn dành trả riêng cho anh ta, mình nói không có tôi mua được thôi, tôi phở có 10 đồng thôi, cầm tiếp thì đâu có ba đáng bao nhiêu, nhưng mà mình làm như vậy tự nhiên nó khuấy, bạn bè nó khuấy nhau. Anh rồi, rồi cái gì là trưa nào mình cũng đi bao hết, em kham không nổi anh ơi. Không, đâu đến độ như vậy. Chứ, bây giờ anh nói là không có nơi, không có đi ăn trưa một mình bao giờ hết á, đi ăn trưa là phải đi chung với bạn cho nó vui. Vậy thì trưa nào mình cũng mời, trưa nào mình cũng bao, em hết lương của em luôn đó anh. Không em, nếu mà vậy nè, khi nếu mà cùng một người bạn đó thì họ tự anh ơi. Thứ nhất đó, là anh đừng nên anh nên giữ hơi sức. Chứ anh đừng tranh luận vô bổ với bà chủ của tôi. Mình tranh luận nổi bài đâu, đường nào bài cũng nói được hết á, cái lưỡi không xương mà. Và cái lưỡi hai cái xương bao giờ? Chẳng lẽ chả nhẹ lưỡi hai cái xương là 2 phút rồi. Anh em mình hiểu nhau. Yes, Mỹ có những cái văn hóa đẹp, tốt. Thì mình tùy theo để mà mình ứng xử và mình theo. Còn cái của mình thì mình phải giữ giấy rách, phải giữ lấy lề, cho dù có nghèo một, không cần nhất thiết phải ăn hàng vậy tuần. Thì là coi như là anh phải đi grab fast food hoài rồi, tại vì anh nói là đi ăn ra nhà hàng mà đi ăn một mình đó thì nó buồn lắm, thành ra nếu mà lỡ một mình đó thì phải đi mua fast food về ăn thôi.
nó buồn. Còn nếu mà đi chung á thì mình nên bao, mà cứ bao ba một tháng 30 ngày em bao không nổi. Chúng tôi mời thính giả kế tiếp. Dạ thôi để cho anh trả lời, em đang thắc mắc mà. Nó hợp lý này là tại vì cùng một người bạn đó, ví dụ người bạn đó là anh thì họ tự giác chứ lần này mình bao hoặc là hai lần mình bao thì hai lần sau họ bao. Nó họ tự giác như vậy chứ họ không có để mình làm hết đâu. Nhưng mà phải bắt con phải nhớ không? Bữa nay người này bao, ngày mai người kia bao, cái nhớ hôm qua bao mình rồi, bữa nay mình lại phải bao. Vậy phải nhớ không? Tại sao khi mà đi ra không cưa đôi luôn đi cho nó khỏe? Rồi là ngày nào cũng được đi ăn chung với nhau hết. Hôm vừa rồi, tối hôm qua anh có coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên YouTube đó, Việt Nam á. Chàng Hà Nội này mất một cô bạn gái rất xinh. Vì cái kiểu như vậy, cái kiểu tụi trẻ đó là một là một, hai là hai. Anh ơi, không bằng nhau á. Không, cái vụ bạn gái, bạn trai là khác nha. Cái vụ bạn gái là con trai bao. Anh cha, anh ta đang kia, ta nói không. Đã tỏ tình với nhau, đã cua với nhau rồi là phải bao rồi, phải chắc chắn rồi. Phải cái vụ anh nói là vụ hai tô phở không anh? Đúng rồi, chính xác. Anh chàng đó rất là, anh chàng đó là làm mang tiếng người Hà Nội, làm mất bằng người Hà Nội. Mất người Hà Nội lên trên à? Mạng, lên trên chương trình đó là chịu người coi mà không thèm, tức là không cần nói là người dân hay là người dân, người ta mới quen mình mời người ta đi là quý rồi, chả ăn tô phở, hai tô phở. Anh có phương tiện để mà liên lạc hoặc là Facebook đó. Tiếc quá, anh ở xa quá. Anh nhắn với cái ông hai tô phở đó đó. Hà Nội không vội được đâu, cứ từ từ. Dạ. Hà ơi, Nội không vội được đâu. Anh ở xa quá, nếu mà ở gần em rủ đi anh đi ăn phở. Coi chừng mất mạng đó anh. Muốn thì anh gửi cho cô. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Mời một thính giả tiếp theo. Chào chương trình, chào cô Thượng Minh, anh Vũ Kiệm và cô gì đó Quỳnh Anh đúng không ạ? Dạ. Chào anh. Dạ. Tôi tên Tuấn đó. Thì tôi nghe nói hình như chương trình nói là mình có cần giữ ý giữ kẻ với lại người thân hay không. Đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là đã là người thân thì mình muốn gì thì mình phải nói ra, người ta mới hiểu. Người ta bảo là con khóc thì mẹ mới cho bú, chứ bây giờ mình không có nói gì ai mà biết mình. Nhưng mà đôi khi nó cái người mà có gia đình rồi á, hình như người ta càng có gia đình càng ở lâu với nhau á, thì cái người đàn ông càng ước càng ngu ra hay sao á. Cái ngày xưa á, ngày xưa lúc còn yêu nhau á, lúc còn yêu nhau thì em chưa nói anh đã hiểu. Đúng em rồi. Muốn gì. Nhưng mà lấy nhau rồi thì tôi bảo là càng ngày càng ngu, đúng nghĩa là càng ngày càng. Không phải đâu anh, dạ hiểu ra. Hiểu nhưng mà giả vờ như không hiểu. Thì đúng rồi, nhưng mà càng lúc không nói vô tai mà cũng không hiểu luôn. Đó, đó. Thành ra thôi bây giờ thôi cho mình cho nó lẻ. Mình cho nó lẻ thì thôi. Muốn anh thì nói cho nó lẻ. Làm gì mà coi như là mất kiên nhẫn như vậy anh? Tiếc nhau gì một vài câu nói, tiếc nhau gì một vài giây phút. Anh làm cái gì mà anh lại coi như là vội vã như vậy, mất bình tĩnh, mất kiên nhẫn mà lại cho là người bạn đời của mình càng ngày sống với mình càng ngu ra là sao? Anh Vũ Kiệm mà có thấy không? Nghe cho kỹ vào. Người ta mới sinh ra cái chuyện là fast food. Chứ mà chậm rãi như Việt Nam thì thôi, ăn vừa suy nghĩ thì không được. Rồi thấy chưa? Chúng ta lại trở lại với cái mấu chốt, cái cốt lõi của vấn đề là hai cái nền văn hóa Đông và Tây không bao giờ gặp nhau hết, nó bị va chạm là như vậy. Mặt trời mọc ở đằng Đông mà luôn luôn mặn ở đằng Tây. Việt Nam mình cả 4.000 năm văn hiến không có fast food, không có cơm chỉ. Sau này thì nó hội nhập, cái xu hướng xã hội nó thay đổi, đúng. Nhưng mà thấy có tiện nghi không? Tiện nghi. Đấy. Thích không? Nhưng mà cái chuyện cơm chỉ, cơm fast food đó không phải là cho cái vấn đề như là anh. Sơm tham cũng cần, đúng không? Mời anh. Tôi thì tôi anh dân anh Kiệm bảo là cái mặt trời mọc đằng Tây thì tôi nhớ cái thơ của ông Pushkin á, ông nói thế này là mặt trời mọc đằng Tây, thiên hạ rồi giờ ngoảnh dậy mà nhìn nhau và tự hỏi thức dậy hay là ngủ tiếp đây. Đó. Thành ra tôi nghĩ là đôi khi á, cái tùy theo cái mà mình ứng xử, mình làm sao mà
tay nó phải hợp với ta một chút. Chứ bây giờ giống như tôi, nãy tôi nghe nhiều người thì cứ chê bai là bảo cái văn hóa Mỹ là thì đi ăn đi uống thì mạnh ai nấy trả, mạnh ai nấy. Nhưng mà tôi nghĩ thế này, nhiều khi là họ chỉ nhìn cái góc độ nó nhỏ nhặt như vậy thôi. Chứ nước Mỹ họ cư ngoan biết bao nhiêu người. Xa rồi. Quay. Em chỉ muốn hỏi anh nè. Bây giờ đó cái vụ mà trả tiền đó thì ok đi. Quyết định vậy đi ha. Nhưng mà cái vụ mà cái như là vợ chồng mà cứ phải đoán ý nhau rồi hiểu ý nhau thì là mới thương nhau. Khi mà anh nói là sống lâu nhau tự nhiên cái hết hiểu à. Hồi lúc mà thương nhau á, thì hiểu dữ lắm luôn. Chỉ cần nhìn cái là anh biết em muốn gì, em biết anh muốn gì rồi. Nhưng mà về chung với nhau rồi tự nhiên là quên luôn, khỏi hiểu luôn, hiểu nữa. Cô nghĩ đi, cô nghĩ đi. Ngày xưa lúc yêu nhau á, thì tiền ai nấy giữ. Còn á, về sống với nhau thì cái mạng của anh á, cổ cũng giữ luôn thì hỏi là phôn ở chỗ nào. Không, em muốn anh tên gì anh? Nãy giờ với anh Tuấn. Anh cái nhân sinh quan và cái nhìn đời của anh tiêu cực quá. Giống anh. Không. Sao giống tôi được? Tôi nhìn hoàn toàn khác. Và anh đó, tôi nói thiệt, tôi là cũng bị tiếng là cái người gọi là xính Mỹ hoặc là xính Tây, tức là mình cũng cảm nhận được những cái văn hóa Tây phương nó có nhiều cái điều tốt, điều hay để mình học hỏi. Nhưng mà anh thì hơi quá mức hơn tôi. Cái gì của Mỹ anh cũng thấy thơm hết, cái gì anh cũng thấy cần học hỏi hết. Không thể nào được. Ai cũng có cái đâu, suy nghĩ như nãy anh. Giờ anh tướng mình đâu phải cũng bao dung. Tí đâu anh nói là mình phải từ từ mình hội nhập. Đâu. Yeah. Cái vụ mà đi ăn ai nấy trả thì anh thích nè. Rồi cái vụ kia chưa hỏi. Cái vụ mà bây giờ phải hiểu nhau, phải đoán được ý nhau thì mới là thật sự hiểu nhau, quan tâm nhau, thương nhau. Thì cái đó thì ý anh sao? Để chốt lại nè. Tôi thì tôi nghĩ là có những cái chuyện đôi khi á, người ta bảo là tôi không nói là người thân khác, tôi chỉ thí dụ gần là vợ đi. Người ta bảo là nhất vợ nhì trời, đó là cái này là ông Vũ Kiệm hình như ông cũng đồng ý đúng không ạ? Đó, thành ra thôi các bà muốn thì thôi chiều, chứ mà bây giờ cãi qua cãi lại thì nhiều khi là vẫn chưa trả lời thẳng nữa. Anh Tuấn à, anh vẫn chưa trả lời thẳng. Anh nói chuyện sàng xê bao phải. Tôi cho là anh sợ vợ. Tôi cho là anh sợ vợ. Anh không dám nói thẳng, thấy không? Bây giờ anh có hiểu ý vợ không? Anh mua quà có đúng ý vợ không? Yeah. Hay là vợ anh phải nói anh ơi, chuyện sàng muốn xê ấm à, không ai hiểu được cái ý chính của anh hết á. Bây nói giờ anh tẹt ra đi. Bây giờ vợ anh có nói đó là ok, cái ngày này, cái ngày Mother Day của tôi, anh mua này hay là anh tự đoán? Không, tôi tự mua à. Hả? Rồi tôi biết đó. Đúng không? Đoán đúng ý không? Có khi đúng, có khi không. Không phải là cái gì cũng đúng. Nhỡ không đúng ý thì sao? Không đúng ý thì như cái gì xếp đem trả. Nhằn chút, càng nhằn không đúng ý thì nghe chửi. Đúng không? Anh có can đảm anh nói cái câu đó không? Cái đó là thực tế phũ phàng đó. Không đúng ý thì ngồi nghe complain. Người ta nói, người ta lịch sự, người ta nói không đúng ý thì bị cằn nhằn chút thôi. Thì cằn nhằn là được rồi chứ hay mà chửi vợ chồng hay chửi nhau anh. Ồ, đó. Bà mâu thuẫn, bà vừa mới nói vợ chồng phải nói open với nhau đúng không? Cằn nhằn thôi. Chửi là chửi, cằn nhằn là cằn nhằn. Cằn nhằn khác là yes, chửi. No. Chửi là chửi lỗ xương. Muốn open cho open đó. Đó. Còn cằn nhằn là nó khác. Hai cái chữ này nghĩa nó khác mà đúng không anh Tuấn? Ha, thôi đến đây đi. Cảm ơn anh Tuấn. Quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay với Vũ Kiểm, Quỳnh Anh và Tường Minh. Xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào. Xin chào Cà Phê Sáng. Chào anh. Em Sơn đây. Thật sự là cái câu chuyện này thì cũng chưa như trên đất hay gì thôi. Nhưng mà em thấy đôi khi Tây với Đông với lại gì đó, nhưng mà nó khác biệt là đối với người gọi là Việt Kiều đi về nước hay gì đi. Lúc nào em cũng thấy là em phải trả tiền bao hết này, bao hết người kia, tùm lum tùm la hết á. Nhưng mà có nhiều người bạn tinh ý á, họ thấy như kiểu là đi uống cà phê sáng hay gì đó, 10.000, 20.000 hay gì á, thì họ rất là nhanh nhậu, tranh giành để trả.
họ mà mấy bữa tiệc mà 1 triệu, 2 triệu, mấy triệu gì đó là họ cứ tránh né, cứ giống như kiểu là gì thôi. Thì cái đó là em không biết sao chứ, nhưng mà hả, lúc mà về bên nội của em hay gì đó, thì tại vì em là giống như của bố em là con út của em, là lúc nào cũng là em út hay gì thôi, là mấy người lớn người gì người nào cũng tranh giành trả với gì đó, cho dù là Việt kiều hay không họ cũng có cái bề mặt riêng. Còn về bên ngoại á, thì bên khá giả thì cũng ok thôi, chỉ có là bên vợ của em thôi. Em lấy vợ em là Úc, mà em là thuộc dạng dược Úc, mà đi đâu đó, họ cũng bắt em trả hết là sao vậy? Em cũng không hiểu nổi. Nhưng mà ai mời? Không, anh, tôi nghĩ anh Sơn không có lạc đề, nhưng mà... Không, Minh hỏi, Minh không có nói anh lạc đề, nhưng mà Minh hỏi anh là ai mời? Cái những cái tiệc đó ai mời? Anh là người mời hay là những người đó là người mời? Ông bên vợ của em thì họ mời, họ kêu ra quán nhậu có gì á, nhưng mà lúc mà tính tiền hay gì á cũng còn lúc nào cũng em trả tiền không à. Hiểu rồi, kêu anh ra để trả tiền. Dạ, tôi nãy giờ tranh luận về vấn đề, tức là cái phong tục, cái thói quen bạn bè mời nhau bao nhau, chứ không nói là người trong nước khác với người ngoài này trả tiền, và người nhà bên vợ bên chồng trả tiền như thế nào. Thì cũng tôi là nói một, là một, nó hơi một, bị một, lạc đề cũng, là như cũng vậy. Là mời, cũng là mời đi ăn, nhưng mà thí dụ như là một người là coi như là mời tới, cứ kêu mình tới là để trả tiền đó, cũng thấy khó chịu đúng không? Nhưng mà lúc gì về sau đó thì lúc đầu tiên thì đám cưới nhau hay gì đó thì em về tiền dư giả mọi thứ, mọi gì em bao hết, mọi thứ cũng được hết. Cái đó là tại anh không, anh Sơn, anh lại quay lại cái vấn đề anh. Thứ nhất á, anh cho tôi có cái cảm tưởng anh kể công và anh tố khổ bên nhà vợ và những người quen thuộc bạn bè của anh ở trong nước. Tức là mỗi lần Sơn về là Sơn này phải trả đây. Hoặc là độ nhỏ đó thì người ta ok, có khả năng người ta trả. Cái đó không phải là cái chúng ta tranh luận ở đây. Đúng không anh Sơn? Dạ. Nhưng mà có một cái, có một điều là em học được rất là lý trí, là lúc gì đó em mua gì á, toàn là mua đồ tốt nhất để tặng thôi. Thì lúc gì mà em tặng cho dì hai... Đó mới là Việt Kiều chứ. Đó mới là Việt Kiều. Cái mark Việt Kiều người ta chỉ chờ có nhiêu đó thôi anh Sơn. Bây giờ bởi vậy người ta sợ, người ta không dám về là vậy. Thì đó, thì bởi vậy. Nó chạy mất tiêu luôn. Yes. Nhưng mà em được có một điều rằng là dì hai của em đó thì là người vô cùng biết điều luôn đó. Là em coi như là thật sự ra là em không có tin ý bằng vợ em. Vợ em kêu... thường đó biếu những cái điều cái gì mà họ hả rất là khó, như kiểu ok thường đi là mua chợ Bến Thành là mua cái gì cũng number one hết, còn mua mấy như kiểu vịt Bắc Kinh với lại mọi gì đó thì đi mình khó, mình đi search cái nào mà nổi tiếng nhất đi tới đó mua hàng bảo đảm biếu là họ thích rồi. Nhưng mà chị hai của em được có một cái rằng đó, lúc gì mà biếu được cái đồ ngon nhất á là cứ mời tới nhà rồi hả. Dì hai kêu hả, dì hai có rất là nhiều quà luôn. Dì hai cho là em nguyên một đống quà mà đem cái đống quà của dì hai gom ghém biết bao nhiêu năm nay á hả, dì cho hết luôn. Cái đồ gì mà không ăn uống gì đó cho em đi em lấy đồ đó đi biếu người khác. Nên á hả, thà rằng bỏ một lần đó nhưng mà nó xứng đáng thì có người ta đó, có người ta cho lại mình nhiều hơn là mình bỏ vô luôn. Nhưng mà bây giờ anh đi một hồi nó hơi xa rồi anh. Đúng Sơn rồi. Cho Tường Minh hỏi nè, bây giờ là thí dụ như quay lại cái chuyện mà cái chủ đề ngày hôm nay đi anh Sơn, là Tường Minh muốn hỏi là thí dụ như vợ anh muốn cái gì là nói thẳng anh ra, em muốn cái món quà này, em muốn cái này cái kia, hay là mỗi lần đi ăn vợ hỏi anh là muốn đi ăn cái gì là anh trả lời thẳng là ồ anh thích đi ăn cái đó, hay là cứ nói là cái gì cũng được rồi mình phải đoán. Em ghét nhất là cái gì cũng được hết đó. Em kêu ở trong Bel Air này có bao nhiêu tiệm, cái gì cũng được là khó lắm. Muốn ăn bún bò thì ăn bún bò, muốn ăn phở là ăn phở, muốn đi đâu là đi đó. Tại vì mình đi đâu á, mình search cái nào đó thì nó có cái nào mà file sai là cái gì, nó đọc cái gì á thì nó better. Đúng. Còn nếu rồi. Mà ăn cái gì là khổ thì dáng chịu, có vậy thôi. Rồi lỡ nhưng mà cái gì cũng được rồi mình chở vô không có chỗ, đúng chỗ rồi cái người đó ngồi cái xịu ra, nó nhìn cũng chán lắm đúng không? Thì đúng chính xác. Cái đó là cái mình muốn em nói là, đó. Em thích là có cái gì cứ nói toẹt ra đi cho nó dễ dàng hơn.
phải đọc ý nghĩ của người khác rất là khó khăn vô cùng. Đúng rồi, cứ phải đợi. Nhưng mà anh ơi, không có, mình phải hiểu nhau, mình phải biết là cái người vợ của mình muốn gì thì mình mới là thực sự thương yêu người đó đó, người ta nói vậy đó. Đôi khi em kêu á, gọi là, nếu mà nói gì á, cái gọi là cuộc đời này quá ngắn đi, nếu mà đọc suy nghĩ của một người ấy thì thôi là rất là mệt. Muốn thích gì thì đi đó. Em lúc em hỏi bây giờ bắt đầu xuất coi như đi ra tới đây tới đâu lè, thì giờ muốn đi đâu thì đi qua hướng nào thì mới biết được. Nếu muốn đi qua bên tàu bên Chinatown ăn thì Chinatown, còn nếu mà muốn ăn Vietnamese thì ăn Vietnamese, thì mới có để lựa quán này nọ. Em lên lịch thôi. Rồi, cảm ơn anh Sơn. Quán đi tới đó. Ừ. Yeah, cảm ơn. Cà phê sáng. Rồi, cảm ơn anh. Mời một thính giả tiếp theo. Hello. Dạ. Hello. Chào chị. Dạ. Cà phê sáng. Dạ. Cái đề tài hôm nay cũng sôi nổi quá, mà em thấy cô Thường Minh với anh Vũ Kỳ không biết 2 tuổi gì mà khắc khẩu quá. Ai hết trơn. Cùng tuổi đó chị ạ. Bên kia chị Tường Minh đó là cùng tuổi nhưng mà khác Tây giáp Phương thôi, là con cancer, tức là con cua. Còn bên tôi đó là cái biểu tượng của cái chày với cái cối đó, cho nên nó bị cua răng. Người ta nói là cùng tuổi là tốt lắm, như khác giáp thôi. Dạ rồi, sao chị? Thì nói chuyện mà cái ngày lễ gì đó, ngày gì đó của vợ hay là ngày phụ nữ hay ngày mai đời đây, thì có câu chuyện vui mà tóc thật nha. Hai vợ chồng này á, cặm cụi buôn bán làm ăn, mà cô vợ thì thấy mê buôn bán hơn người chồng, thấy vợ thì cũng thương lắm. Tới ngày lễ phụ nữ, cái anh chồng lẳng lặng đi mua bó hoa về để tặng, em nghĩ là lấy lòng vợ mà cũng phải lấy lòng mà để cho vợ vui. Ai ngờ đâu mới vừa xuống xe bưng bó hoa vô đưa cho cô nàng đó, mà anh tặng em nè, nhân ngày phụ nữ nè, trời ơi, bà chụp bó bông bà quăng một cái bắp xuống đất, bà nói ở sáng giờ mình tôi muốn le lưỡi nè, phụ nữ làm lè lưỡi nè, trời ơi, anh chồng hết hồn, cỡ từ đó là không có quà cáp gì nữa hết. Mà hai vợ chồng rất là trẻ, mà mới có một đứa con nhỏ 4 tuổi thôi, mà làm ăn trăm triệu nó không cần biết gì hết. Rồi cũng trong cái nhóm đó luôn, thì nói chuyện luôn là đi ăn á, lúc nào bạn bè nhau bao chung nhau gì, nhưng mà có người hả, họ lợi dụng cái đó, họ ăn hoài, đi ăn hoài, cứ đưa cái mặt dày ăn hoài, không bao giờ bỏ tiền túi ra, mà không phải họ không có tiền mà ngoài tiền. Đời có những cái thành phần như vậy chị, nhưng mà nó là thiểu số thôi. Và nếu mà mình để cho những cái chuyện đó như vậy đó, thì hóa ra mình cũng như họ. Tại sao chị lại dùng cái chữ mặt dày? Nếu họ nghe được cái chuyện đó thì mặt họ cũng sẽ mỏng hơn, đúng không? Tôi cái quan niệm sống của tôi nó là như vậy. Tôi không dám nói tôi hay, nhưng mà tức là cái thành phần đó có hiện hữu nhỏ thôi, là vì một lý do nào đó có thể họ lợi dụng. Họ thấy cô Tưởng Minh chơi đẹp quá, bà chủ đúng là tác phong của bà chủ đi ăn là bà trả, ngu gì không đi. Nội nói ra cái câu đó không, nếu bà chủ nghe, bà chủ đã muốn bập tai rồi, đúng không? Làm gì dám ở Mỹ, yes, bên Mỹ không có được đụng vô anh ơi. Những cái thành phần đó, đây là cái chương trình, nếu mình nói bình bàn về cái đề tài đó, hy vọng là những người đó, thành phần thiểu số đó nghe và thay đổi cái tư duy. Cái mong ước của tôi là như vậy. Dạ. Chứ còn nếu mình không dám đụng tới những cái ổ kiến lưới như vậy, làm sao mình dẹp được kiến, đúng không? Có chứ, chỗ nào free là ăn chứ. Dạ, thì đó thì không, em thấy những cái thành phần vậy, đôi khi á, thì bạn bè á, mình trong tình với nhau nó lại khác. Đúng. Còn những cái thành phần nó lại khác, em muốn chia sẻ như vậy, nhưng mà em thấy ở bên Mỹ này á, thì em cũng đồng ý với cô Thùy Minh và cô Huỳnh Anh, là mình để cho mình thoải mái hơn, mình tức là sòng phẳng, tình cảm là tình cảm, nhưng mà cái vấn đề nó sòng phẳng. Còn các ông với nhau á, hay lắm, ngồi em thấy nó khác ở mọi lĩnh vực, chứ không phải là tất cả phải đều như vậy, nhưng mà tùy trường hợp, tùy trong cái
tùy những người bạn với nhau và tùy hoàn cảnh nữa, chứ không phải là mình nhất thiết phải là như vậy. Em hỏi chị nè, bây giờ chị muốn gì chị có nói với ông chồng không? Muốn quà gì hay là ok, muốn cái lễ này mình được cái gì hay là cái gì đó, mình có nói thẳng ra hay không hay là để ảnh đoán? Không, thực sự đối với em á, thì là em không có nói bao giờ hết, nhưng mà cái món chồng gì mà món quà gì mà chồng mua cho mình á, mình cũng tâm lý đó, mình cứ nhìn cái tấm lòng thôi, mình không nhìn cái vật chất. Thực sự trong tình đây là em chia sẻ, mình tôn trọng, mình không đòi hỏi, mình mà hỏi mình thấy cái quà đó nó không có giá trị nữa, mình coi thử cái người chồng nó mua cái gì cho mình, nó quý giá ở cái tấm lòng nữa, ở cái sự trân trọng, trân quý nhau. Có một lần nào đó mà để cho người ta tự đi mua rồi về mình có một chút gì đó hơi chạnh lòng, hơi bâng khuâng hay là hơi thất vọng gì không chị? Cũng có chút xíu, nhưng mà thôi mình nghĩ lại cái tình yêu nó lớn hơn. Nghĩa là cũng có đúng không? Cũng có. Tại sao ảnh lại mua cái này, đi ra chợ mua một bó bông, nhìn nó heo quêu. Mình thông cảm lúc đó là chồng bận quá, vội vàng mà muốn về có quà cho vợ để vợ vui. Cái đó chưa sốc bằng người chồng nghĩ tới vợ, bỏ thời giờ ra mua vợ một bó hoa như chị vừa mới kể trường hợp đó, bà vợ quăng cái bụp xuống mà còn chửi quát tháo lại chồng nữa. That's unacceptable, chuyện không thể nào chấp nhận được. Vậy mà cũng có đó anh, trên đời này bất cứ chuyện gì nó cũng có xảy ra. Cho nên cảm đó ơn là nha. Câu chuyện chị vừa mới kể đó. Đó. Dạ, cảm ơn chị. Mời một tác giả tiếp theo ạ. Trung Quốc ở Ga Lần. Chào hai chị. Chào anh Quốc. Dạ. Thì mình cũng vô vui trên vui. Thì đàn ông rất là giỏi, lúc mà khi mà làm quen cua bầu, khi mà về đàn ông sống chân thật lắm. Thì lúc bầu thì đàn ông rất là giỏi mua qua, sau khi lấy về thì đàn ông nói thôi xong rồi thì đàn ông nghĩ đơn giản thôi, giờ có tiền để xem, có tiền em muốn mua gì em mua thôi. Thì mấy bà phải hiểu đàn ông sống rất là chân thật luôn, đàn ông rất là dễ thương, rất là tội nghiệp luôn. Rồi. Thì đàn ông sống là như vậy, nếu mà mấy bà muốn đàn ông mua thì là dụ cho khéo, thì đàn ông nghĩ là cái đó là coi như là không, cái chiêu đó không còn xài, có giá trị nữa. Đàn ông đâu có đó, sao không có thích làm những cái mà không có giá trị. Ván dụ nữa hả? Về thì ván dụ đàn ông phải đưa thì ông kêu ông đi mua, cái này đẹp quá anh mua, anh cầm giùm em đi. Tự nhiên là ông muốn thôi lấy cái đó rồi cầm về đưa tặng cũng vậy thôi. Mà bộ bịch đó thì ông rất là giỏi, nhưng mà về rồi ông rất là dở cái đó rồi, chỉ vậy thôi. Là ý ảnh là phải muốn, nghĩa là cái này là vợ nói thẳng rồi, ví dụ như muốn cái gì là phải nói, chẳng những nói rồi còn phải dụ nữa thì mới được. Rồi em hiểu anh rồi. Ông về á, nhiệm vụ là đưa tiền cho mấy bà xong hết là nhiệm vụ, đàn ông xong nhiệm vụ rồi. Cứ đưa hết là xong không? Chạy. Mời một tác giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ. Hello. Dạ, mình xin thông biết. Dạ. Mình xin có một Ủa, cô bị rớt đường dây rồi, không biết lý do tại sao nha. Xin chuyển đường dây sang một tác giả tiếp theo ạ, và mời cô hồi nãy gọi lại. Dạ. Xin chào. Hello. Dạ. Hello, mình là Toàn đây. Dạ, chào chú Toàn. Gọi bằng Toàn được rồi, gọi bằng chú quá. Dạ, chào anh Toàn. Dạ. Rồi, để nghe tốt hơn nữa. Rồi, xin chào các anh chị em trong chương trình Cà Phê Sáng ha. Chào tất cả các quý khán thính giả nữa. Thì thường thường theo kinh nghiệm bản thân mình á, khi mà được khi mà mình mà được hỏi đó là anh hay là em thích ăn món gì hay là thích món quà gì đó, mà khi mình trả lời đó là món nào cũng được hay là món quà gì cũng được á, thì thường á nó có hai lý do sau đây. Cái lý do thứ nhất đó là mình không có preference, không có quan trọng lắm, no preference, tức là mình không có ý thích gì cho cái món ăn hoặc là cái món quà này, mà cái sự quan tâm của mình á là nó về vấn đề khác chứ không phải về cái món ăn hay món quà này, thì nó không quan trọng. Ví dụ như là mình quan tâm đến nhiều hơn, ví dụ như là công ăn việc làm hay là học hành thi cử hay phải là đâu, anh Toàn ơi, không phải đâu, hay là sự sinh sức. Từng mình nghĩ cần anh đóng góp ý kiến thực
trực tiếp thẳng vào vấn đề. Cho bây giờ không đủ thì giờ đánh phân mình, tích. Mình đấy. nghĩ là không phải là không quan tâm đến cái món ăn hay cái món quà đâu. Nhưng mà cái lúc đó khi mà người ta trả lời như vậy là người ta quan tâm coi là cái người kia có hiểu ý mình hay không. À, cái đó là thứ nhất, là lúc đó là mình đang quan tâm đến chuyện khác. Đó là cái đó lý do, thứ nhất. Lý do thứ hai đó là nếu mà mình thực sự là mình có thích cái món ăn gì hay món quà gì đó mà mình không dám nói ra đó, là vì đó, thì mình có thể là vì lý do mình sợ tốn kém, mình nói ra sợ tốn kém, ăn cái món ăn ngon quá tốn kém, hoặc là sự phiền phức về mặt công sức hoặc thời gian bỏ ra để chuẩn bị cho cái món ăn hay món quà đó thì mình cũng không thích. Tôi nghĩ không đến độ như vậy, nó quá phức tạp rắc rối. Đấy. Không, cái này là cái tính của người thôi. Dạ đúng, cái đó là cao rồi. Đúng à. Dạ, cái đó là hơi cao rồi, nhưng mà em thấy là đa số là người ta muốn cái người kia hiểu được. À, đúng ý thì vui hơn, mà không đúng ý thì thất vọng vậy thôi. Anh Toàn nhỉ? Cảm ơn anh Toàn nha, anh Toàn gọi trễ quá. Dạ. Dạ. Dạ, xin lỗi anh. Đến đây thì bởi vì anh kỹ thuật nói là hết chương trình rồi em ơi, đóng cửa, tắt đèn. Anh Vũ Kiểm. Thì đó, tôi nói rồi. Thứ nhất đó, là dĩ nhiên mình phải cần nêu lên những cái sự khác biệt của giữa hai nền văn hóa Đông và Tây. Ở cái phép xử sự thì dĩ nhiên Tường Minh đúng, Quỳnh Anh đúng đối với lại thế hệ trẻ. Ở thế hệ từ chúng tôi trở lên cho những đàn anh lớn hơn nữa đó, thì tôi nghĩ là có vẫn giữ cái khuynh hướng là yes. No, nãy cô kia cũng nói tại sao lấy tiền rồi. Đi bao gái được mà không lấy tiền bao bạn được. Trả gái, lời tôi đi. Gái phải đặc biệt hơn bạn chứ anh. Thì vậy thôi. Đóng cửa, anh G, không cãi lại với bà chủ để tôi còn phải rửa chén nữa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Vũ Kiểm, Quỳnh Anh và Tường Minh. Xin chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. You could even win the tour to France. Not very likely. But you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. When I see us, rayito del sol.